chức đã có một đêm để cho các nghệ sĩ được đến tận vùng sâu của tỉnh Hải Dương để chúng ta được hát cho nhau nghe Kim Tiến, và các nghệ sĩ được đến gần hơn nữa với khán giả của mình. Đêm nay cực kỳ là hạnh phúc ạ. Bây giờ sẽ hát một bài hát thật là vui để cho các cụ thì sống lại tuổi thanh niên của mình, còn các bạn trẻ đang yêu thì yêu thêm nhiều nữa. Bài hát mà năm 1993 Kim Tiến đã giành được giải nhất giọng hát trên sóng phát thanh và truyền hình toàn quốc lần đầu tiên tổ chức. Tình yêu không có lời của nhạc sĩ Thuận Yến. Sao nắng hát như là của nhau.